Kính chào quý vị và các bạn, chương trình góc nhìn khán giả của kênh VTC14 ngày hôm nay xin được bắt đầu với phần điểm những nội dung chính sẽ phát trong chương trình. Phản cảm kiểu buôn bán lôi kéo khách trên quốc lộ 51, phản ánh của khán giả Đức Doanh từ số điện thoại 0977 3 số cuối 587. Thái Nguyên, điểm đen giao thông trên đường Lưu Nhân Trú đe dọa sự an toàn của người đi đường, phản ánh của khán giả Thành Tân, trú tại phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên. Hà Nội, đường dẫn vào Đại học Mỏ Địa chất xuống cấp nghiêm trọng, phản ánh của khán giả Lê Sơn từ số điện thoại 0983 3 số cuối 462. Hà Tĩnh, nghĩa trang thị trấn ngập rác, môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng, phản ánh của khán giả Doãn Đạt có số điện thoại là 0944 3 số cuối 535. Nhà máy chế biến gỗ gây ô nhiễm tại Thanh Hóa, phản ánh của khán giả Vi Công Thành, trú tại Như Xuân, Thanh Hóa. Thành phố Hồ Chí Minh, một xã không có nước sạch sinh hoạt suốt 10 năm, phản ánh của khán giả Lê Văn Phong từ số điện thoại 0169 3 số cuối 204. Khám phá đặc sản hủ tiếu Mỹ Tho, Tiền Giang, chia sẻ của khán giả Thanh Thảo trú tại thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, quốc lộ 51 là tuyến đường huyết mạch nơi có mật độ giao thông dày đặc với hàng ngàn lượt phương tiện như là xe container, xe tải nặng, xe khách di chuyển qua đây. Chính vì thế mà vấn đề an ninh, an toàn giao thông trên tuyến đường này luôn được lực lượng chức năng lưu tâm. Thế nhưng thực trạng là một số người dân vì mưu sinh đã bất chấp tính mạng lao ra giữa làn đường ô tô để chặn đầu, chèo kéo khách mua hàng theo kiểu thách thức tử thần, khiến nguy cơ tai nạn giao thông có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Khán giả Đức Doanh có số điện thoại là 0977 3 số cuối 587 đã ghi lại một số hình ảnh về việc lôi kéo, chộp giật khách này và phản ánh cùng chương trình. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực nóng nhất trên quốc lộ 51 thuộc địa phận thành phố Bà Rịa về tình trạng chèo kéo khách phản cảm dễ dẫn đến tai nạn giao thông là ngã ba nhà máy nhiệt điện Bà Rịa. Tại khu vực này có nhiều hộ dân kinh doanh hải sản, cua, ghẹ. Để cạnh tranh, giành khách lẫn nhau, nhân viên các quán đứng ra giữa đường, len vào giữa dòng xe tải, xe khách, xe container đang lưu thông để vẫy khách, lôi kéo cho bằng được xe có ý định mua hải sản vào quán của mình. Vào những ngày cuối tuần, lễ Tết, cảnh tượng chèo kéo khách tạo nên một khung cảnh hỗn loạn, bất chấp lưu lượng xe qua lại rất đông. Thưa quý vị và các bạn, theo Nghị định số 11/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, thì hành vi họp chợ, kinh doanh dịch vụ ăn uống, bày bán hàng hóa, sửa chữa xe, rửa xe, đặt treo biển hiệu, biển quảng cáo, làm mái che trên lòng đường đô thị, hè phố hoặc thực hiện các hoạt động dịch vụ khác trái phép trên lòng đường đô thị, hè phố gây cản trở giao thông như trên sẽ bị phạt tiền từ 2 đến 3 triệu đồng đối với cá nhân, từ 4 đến 6 triệu đồng đối với tổ chức, phạt tiền từ 10 đến 15 triệu đồng đối với cá nhân và từ 20 đến 30 triệu đồng đối với tổ chức dựng biển quảng cáo trên đất hành lang an toàn đường bộ, không được cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền đồng ý bằng văn bản. Vì vậy, khán giả Đức Doanh thiết nghĩ đã đến lúc các ngành chức năng, chính quyền địa phương của thành phố Bà Rịa cần phải có biện pháp mạnh để chấn chỉnh thực trạng mưu sinh theo kiểu đón đầu tử thần như trên nhằm trả lại trật tự an toàn giao thông trên quốc lộ 51. Qua đó, bảo vệ hình ảnh về một thành phố Bà Rịa văn hóa và văn minh. Thưa quý vị và các bạn, nguy cơ mất an toàn giao thông và mức độ nghiêm trọng của từng vụ tai nạn có chiều hướng gia tăng là thực tế đang xảy ra không chỉ trên các tuyến đường ở khu vực nông thôn mà ngay tại các thành phố lớn cũng vậy.
Hạ tầng giao thông, phương tiện và sự chủ quan, coi thường tính mạng của người tham gia giao thông là những yếu tố tiềm ẩn dẫn đến hậu quả khó lường. Điển hình là tại đường Lưu Nhân Chú, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Từ lâu, nơi đây đã luôn là một điểm đen về tai nạn giao thông, đe dọa sự an toàn của người đi đường. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, mời quý vị cùng đến với clip phản ánh của khán giả Thành Tân, trú tại phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên. Từ lâu, đường Lưu Nhân Chú, đoạn qua phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, đã trở thành một điểm đen về giao thông, thường xuyên đe dọa tính mạng người đi đường. Những cấu kiện bê tông trước cổng sân vận động gang thép mấy năm nay vẫn nằm chờ công trình sửa chữa nâng cấp đường Lưu Nhân Chú thi công. Chậm tiến độ, những khối bê tông này vô tình trở thành cái bẫy cho người đi đường. Cống thoát nước không có nắp đậy và lún sập. Khúc cua thắt cổ chai và những ổ trâu, ổ gà lấn ra gần giữa đường, dường như muốn thử thách tay lái của người tham gia giao thông. Mỗi khi trời mưa, cả đoạn đường lại ngập nước, người tham gia giao thông gặp nhiều khó khăn. Theo phản ánh của khán giả Thành Tân, đường Lưu Nhân Chú đoạn qua phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên do một doanh nghiệp tư nhân sản xuất bia và nước giải khát trên địa bàn trúng thầu thi công sửa chữa nâng cấp. Công trình khởi công từ giữa năm 2010 là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 18 và chào đón quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Thái Nguyên lên đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh vào tháng 10 năm 2010. Sau lễ khởi công hoành tráng, nhà thầu đã tổ chức giải phóng mặt bằng, đào mặt đường cũ, rồi bỏ cho nắng bụi, mưa lầy mà không thi công, gây rất nhiều khó khăn cho giao thông và ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của nhân dân. Khán giả Thành Tân cũng cho biết, bức xúc trước thực trạng trên, các tổ dân phố đã họp nhiều lần, kiến nghị tới Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân từ cơ sở đến thành phố và tỉnh Thái Nguyên. Sau đó thì vào đầu tháng 10 năm 2012, để kịp kỷ niệm 50 năm thành lập thành phố Thái Nguyên và đón nhận huân chương độc lập hạng nhất do Đảng và Nhà nước trao tặng, nhà thầu đã thi công đêm ngày được trên 100 mét đường, rồi lại án binh bất động. Cuối năm 2012, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên có văn bản yêu cầu nhà thầu thi công đoạn đường này và giao hẹn đến tháng 6 năm 2013. Nếu không hoàn thành thì tỉnh sẽ quyết định giao cho nhà thầu khác. Tuy nhiên, đến nay, việc thi công vẫn không được triển khai. Được biết, vào tháng 3 năm 2013, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên đoạn đường này khiến cho một nam thanh niên tử vong tại chỗ. Qua khám nghiệm, cơ quan chức năng cho biết nam thanh niên này đi đúng luật, tuy nhiên do đường ngập lại khuất tầm nhìn nên khi tránh vũng nước, cả người và xe của nạn nhân đã lao xuống cống thoát nước ven đường không có nắp đậy. Gửi phản ánh đến chương trình, khán giả Thành Tân kiến nghị các ban ngành chức năng cần sớm phải có biện pháp xử lý dứt điểm tình trạng trên để có thể đảm bảo được an toàn cho người dân khi lưu thông qua đây. Ngoài ra, nếu nhà thầu này không đủ năng lực để thi công đoạn đường trên thì yêu cầu bàn giao cho nhà thầu khác đúng như văn bản yêu cầu của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên vào cuối năm 2012. Khán giả Lê Sơn có số điện thoại là 0983 3 số cuối 462 cho biết, nhiều năm nay con đường thuộc khu B Đại học Mỏ Địa chất thuộc quận Nam Từ Liêm, Hà Nội luôn sống trong tình trạng ngày nắng thì bụi mù mịt, mà ngày mưa thì lầy lội bùn đất gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân hai bên đường. Một số hình ảnh về con đường xuống cấp này đã được anh Sơn ghi lại và gửi về chương trình. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Hình ảnh này được ghi lại tại khu B Đại học Mỏ Địa chất, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Cả đoạn đường dài chưa đầy 500 mét, nhưng không có mấy chỗ bằng phẳng, khiến người đi đường phải lạng lách qua những ổ voi, ổ gà. Được biết, trước kia con đường dân sinh này được lát bằng gạch, nhưng qua thời gian dài sử dụng, con đường đã xuống cấp. Sau mỗi trận mưa, đoạn đường lại nhầy nhụa bùn đất, gây ảnh hưởng đến việc đi lại cũng như sinh hoạt của người dân hai bên đường.
Khán giả Lê Sơn cho biết, đây là con đường dân sinh chính của người dân khu B, Đại học Mỏ Địa chất. Nay đường đã xuống cấp gây rất nhiều khó khăn cho người dân trong khu vực cũng như là sinh viên của trường. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho đường thường xuyên lâm vào cảnh ách tắc mỗi khi tan trường. Qua chương trình, anh Sơn mong muốn các cơ quan chức năng cùng các cấp chính quyền sớm có biện pháp khắc phục tu sửa lại con đường để người dân đi lại bớt khổ hơn. Tiếp theo chương trình, chúng tôi xin được chuyển sang những phản ánh về môi trường. Thưa quý vị, nhiều năm nay, người dân thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh luôn phải sống trong tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng do sự thiếu ý thức của người dân. Đặc biệt là tại khu vực nghĩa trang thị trấn, rác được vứt la liệt khắp nơi khiến cho cảnh quan bị ảnh hưởng. Đây cũng là nguồn gốc lây lan bệnh tật. Sau đây mời quý vị cùng đến với phản ánh của khán giả Doãn Đạt có số điện thoại là 0944 3 số cuối 535 đã gửi về cho chương trình. Đây là những hình ảnh thường thấy tại nghĩa trang thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh từ gần 2 năm nay. Cả nghĩa trang ngập tràn rác với đủ loại, từ rác thải sinh hoạt, vật liệu xây dựng, xác động vật, cho đến những rác thải rắn khó phân hủy. Do khu vực này đã quá tải, nên nhiều người thiếu thức còn vứt rác lên cả khu vực mộ phần của người đã khuất. Sự việc trên khiến người dân xung quanh, đặc biệt là những người có thân nhân an nghỉ tại đây, rất bức xúc. Qua tìm hiểu, khán giả Doãn Đạt được biết, trước đây thị trấn Vũ Quang đã có bãi tập kết rác thải tại khu vực sau sườn đồi dốc Động Đung. Nhưng do rác ở đây không được xử lý nên gây ô nhiễm môi trường rất lớn. Cách đây khoảng 2 năm, khi tuyến kênh mương thủy điện Ngàn Trươi được xây dựng đã chạy qua bãi tập kết rác này. Vì vậy, lượng rác thải được dịch chuyển cách khu vực cũ khoảng 200m và ngày càng lấn dần lên đến tận khuôn viên của nghĩa trang thị trấn Vũ Quang. Khán giả Doãn Đạt cũng cho biết thêm, mỗi tuần 3 lần vào ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6, xe tải của Hợp tác xã Môi trường thị trấn lại chở hàng chục khối rác đến nghĩa trang này để đổ, khiến cho môi trường nơi đây ngày càng ô nhiễm trầm trọng. Trước thực trạng ô nhiễm này thì người dân đã phản ánh trực tiếp lên chính quyền địa phương, nhưng mà cho đến nay thì vẫn chưa được giải quyết. Gửi phản ánh đến chương trình, anh Đạt kiến nghị các cấp chính quyền cần có những biện pháp xử lý rác thải hợp lý để giữ môi trường trong sạch, nhất là tại nơi yên nghỉ của người đã khuất. Thưa quý vị, về vấn đề này, chương trình Góc nhìn khán giả sẽ liên hệ trực tiếp tới Phòng Tài nguyên Môi trường và Ủy ban Nhân dân huyện Vũ Quang và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh để xác minh và xử lý. Thông tin chi tiết mời quý vị và các bạn đón xem trong các chương trình tiếp theo. Tại thôn Hào, xã Xuân Bình, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa, có một nhà máy chế biến gỗ mọc lên giữa khu dân cư, gây ảnh hưởng lớn tới môi trường sống của người dân. Bức xúc trước tình trạng này, thì khán giả Vi Công Thành, trú tại huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa, đã ghi lại một số hình ảnh và gửi tới chương trình. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Nhà máy chế biến gỗ đặt tại thôn Hào, xã Xuân Bình, được khán giả Vi Công Thành phản ánh là nhà máy chế biến gỗ Thành Nam. Nhà máy này có quy mô khá lớn. Tuy nhiên, hệ thống nước thải lại chảy ngay ra mương dẫn nước của người dân. Toàn bộ nước trong mương đã chuyển sang màu đen, có chỗ màu đỏ, bốc mùi và sủi bọt. Số nước này lại chảy thẳng ra ruộng trồng lúa của người dân, gây ảnh hưởng lớn tới chất lượng cây trồng. Khán giả Vi Công Thành cho biết, nhà máy chế biến gỗ Thành Nam thường xuyên hoạt động hết công suất cả ngày lẫn đêm, gây ồn ào, ảnh hưởng lớn tới cuộc sống của người dân. Bên cạnh đó, thì việc không có hệ thống xử lý nước thải khiến cho nước thải và chất hóa học từ việc tẩy trắng gỗ đổ trực tiếp ra khu vực mương tưới của người dân, bốc mùi khó chịu. Anh Thành còn cho biết thêm, cứ khoảng 15 phút một lần, nhà máy lại tiến hành xì bụi, khiến cả thôn luôn phải đóng cửa vì lo sợ bụi sẽ bay vào nhà. Được biết, người dân thôn Hào đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị lên chính quyền các cấp, nhưng mà chưa được hồi âm.
Thưa quý vị và các bạn, về vấn đề này thì chương trình Góc nhìn khán giả sẽ liên lạc với Ủy ban Nhân dân xã Xuân Bình để xác minh và làm rõ. Thông tin chi tiết chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn trong các chương trình sau. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón xem. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với một clip phản ánh của khán giả Lê Văn Phong từ số điện thoại là 0169 3 số cuối 204. Anh Phong cho biết suốt 10 năm qua, dù nằm ngay tại thành phố Hồ Chí Minh nhưng không một hộ dân nào của xã Đa Phước, huyện Bình Chánh có nước sạch để dùng. Để có nước sinh hoạt, người dân đã phải làm hệ thống trữ nước mưa hoặc là sử dụng nước giếng khoan. Việc này khiến cho cuộc sống của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Sau đây mời quý vị cùng đến với clip phản ánh này. Xã Đa Phước nằm ngay quốc lộ 50, thế nhưng người dân vẫn phải từng ngày mua từng can nước về sử dụng. Trước đây, người dân có thói quen dùng nước mưa. Tuy nhiên do gần đây, nước mưa ở đây chứa nhiều bụi bẩn nên họ phải chuyển sang dùng nước giếng khoan. Việc sử dụng nước giếng khoan cũng gặp nhiều phiền toái do phải qua nhiều công đoạn lọc. Không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến việc sinh hoạt của người dân, tình trạng thiếu nước sạch cũng khiến việc canh tác, trồng trọt gặp nhiều khó khăn. Hiện trên địa bàn xã, tình trạng nắng nóng đã khiến cho nhiều ruộng lúa, ruộng mía khô cằn, không có nước tưới tiêu. Theo phản ánh của khán giả Lê Văn Phong, thì do thiếu nước sinh hoạt nên là người dân phải làm hệ thống trữ nước mưa để sử dụng. Tuy nhiên khoảng 10 năm trở lại đây, người dân cũng không thể sử dụng nước mưa nữa vì chứa quá nhiều bụi bẩn, phải chuyển sang dùng nước giếng khoan. Sau khi bơm nước lên bồn, người dân phải tiếp tục lọc qua 3 công đoạn nhưng cũng chỉ dùng để tắm giặt chứ không nấu ăn được vì nước chứa nhiều phèn và có mùi. Còn để sử dụng trong ăn uống, đun nấu thì người dân phải đi mua nước với giá là 15.000 đồng một chai 20 lít. Khán giả Lê Văn Phong cũng cho biết hiện trên địa bàn xã Đa Phước có 5 điểm giếng khoan công nghiệp dẫn nước về trạm cấp nước Phong Phú nằm ngay sát xã Đa Phước. Tuy nhiên thì do chưa triển khai hệ thống cấp nước trên địa bàn xã Đa Phước nên là người dân chưa có nước sạch để sử dụng. Gửi phản ánh đến chương trình, anh Phong cùng những người dân nơi đây kiến nghị chính quyền địa phương và các ban ngành liên quan cần có biện pháp khắc phục tình trạng trên để đảm bảo cuộc sống, sinh hoạt cho người dân nơi đây. Thưa quý vị, về vấn đề này thì chương trình Góc nhìn khán giả sẽ liên hệ với Ủy ban Nhân dân xã Đa Phước để xác minh và xử lý. Thông tin chi tiết mời quý vị theo dõi trong các chương trình tiếp theo. Mỹ Tho, Tiền Giang tự hào với đặc sản ẩm thực hủ tiếu Mỹ Tho vang danh hơn 50 năm nay. Từ tháng 3 năm 2014, niềm tự hào này không chỉ riêng cho Tiền Giang mà cho cả nước khi hủ tiếu Mỹ Tho được tổ chức kỷ lục châu Á đã trao cúp và chứng nhận hủ tiếu Mỹ Tho là món ăn đạt giá trị ẩm thực châu Á. Chương trình Góc nhìn khán giả hôm nay xin được dành một phần thời lượng để đưa quý vị khán giả về với vùng sông nước miền Nam và cùng khám phá món ăn vô cùng hấp dẫn này qua clip chia sẻ của khán giả Thanh Thảo, trú tại thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Tồn tại ít nhất hơn nửa thế kỷ nay, ở khu vực này, nhà nhà đều có nghề làm hủ tiếu, tạo nên đặc trưng cộng đồng dân cư làng nghề. Nhiều gia đình làm nghề hủ tiếu từ đời này sang đời khác, vừa là kinh tế, vừa là tiếp nối nghề truyền thống của gia đình. Điều làm nên hương vị riêng của hủ tiếu Mỹ Tho, ngoài nước lèo còn có sự hoàn thiện từ khâu hạt gạo làm ra cọng bánh hủ tiếu. Rõ ràng, sản phẩm hủ tiếu của làng nghề được ưa chuộng là do sự kỹ lưỡng trong các khâu sản xuất. Nhìn các công đoạn này từ bên ngoài, ai cũng tưởng dễ, nhưng khi bắt tay vào việc chế biến mới thấy được sự khó khăn và phức tạp. Bởi lẽ, nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố như chọn gạo, thời gian ngâm gạo, xay thành bột, lượt bột, bồng bột, tẻ nước, trụm lửa, tráng bánh, phơi bánh và cắt bánh. Sử dụng nguyên liệu chế biến không đạt yêu cầu, thời tiết không tốt cũng sẽ ảnh hưởng đến chất lượng hủ tiếu như ăn bị chua, cọng hủ tiếu gãy khúc, mốc, bở, để lâu không được. Đặc biệt là phải đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong khâu sản xuất thì hủ tiếu cho ra lò mới ngon. Khán giả Thanh Thảo cho biết, đối với du khách khi mà đến với Mỹ Tho thì chắc chắn là không thể bỏ qua món đặc sản hủ tiếu. Khắp các đường phố Mỹ Tho luôn dễ dàng tìm được các quán hủ tiếu ngon và bình dân phục vụ thực khách. Ngành văn hóa thể thao du lịch tỉnh cũng đang có nhiều hoạt động để tiếp tục quảng bá món đặc sản hủ tiếu Mỹ Tho Tiền Giang.
Khán giả Thanh Thảo còn chia sẻ thêm, hủ tiếu ngon là nhờ nước lèo, bánh hủ tiếu khô được là từ hạt gạo ngấm hương vị của nước lèo, tạo nên hương vị của đặc sản hủ tiếu Mỹ Tho. Theo chị Thảo, khi về với miền Tây Nam Bộ thì sẽ thật đáng tiếc nếu như không qua mảnh đất Tiền Giang để tham quan, ngắm cảnh và thưởng thức món ăn đặc sản hủ tiếu Mỹ Tho, món ăn độc đáo rất nổi tiếng của vùng đất Nam Bộ và là niềm tự hào của vùng đất Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Thưa quý vị, còn bây giờ như thường lệ phần cuối chương trình, mời quý vị cùng điểm lại các clip tiêu biểu đã phát sóng trong chương trình ngày hôm nay. Quốc lộ 51 là tuyến đường huyết mạch, nơi có mật độ giao thông dày đặc với hàng ngàn lượt phương tiện như xe container, xe tải nặng, xe khách di chuyển qua lại. Thế nhưng, thực trạng một số người dân vì mưu sinh đã bất chấp tính mạng lao ra giữa làn xe ô tô, chặn đầu, chèo kéo khách mua hàng theo kiểu thách thức tử thần, khiến nguy cơ tai nạn giao thông có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Phản ánh của khán giả Đức Doanh từ số điện thoại 0977, bác số cuối 587. Từ lâu, đường Lưu Nhân Chú, đoạn qua phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, trở thành một điểm đen về giao thông, thường xuyên đe dọa tính mạng người đi đường. Mặc dù công trình sửa chữa nâng cấp đoạn đường này được khởi công từ năm 2010, việc giải phóng mặt bằng, đào mặt đường cũ cũng đã được thực hiện, nhưng đến nay, sau 4 năm, đoạn đường trên vẫn chưa được thi công, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Phản ánh của khán giả Thành Tân, trú tại phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Nhiều năm nay, con đường thuộc khu B, Đại học Mỏ Địa chất, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội luôn trong tình trạng ngày nắng thì bụi, ngày mưa thì lầy lội bùn đất, gây ảnh hưởng lớn đến việc đi lại cũng như sinh hoạt của người dân hai bên đường. Phản ánh của khán giả Lê Sơn từ số điện thoại 0983, bác số cuối 462. Nhiều năm nay, người dân thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh luôn phải sống trong tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng do sự thiếu ý thức của người dân. Đặc biệt là tại khu vực nghĩa trang thị trấn, rác được vứt la liệt khắp nơi khiến cảnh quan bị ảnh hưởng. Đây cũng là nguồn gốc lây lan bệnh tật. Phản ánh của khán giả Doãn Đạt có số điện thoại 0944, bác số cuối 535. Tại thôn Hào, xã Xuân Bình, huyện Như Xuân, Thanh Hóa, có một nhà máy chế biến gỗ mọc lên giữa khu dân cư, gây ảnh hưởng lớn tới môi trường sống của người dân. Được biết, nhà máy này không có hệ thống xử lý nước thải, do đó nước thải và chất hóa học tẩy trắng gỗ đều xả thẳng ra môi trường, gây phẫn nộ cho người dân. Phản ánh của khán giả Vi Công Thành, trú tại Như Xuân, Thanh Hóa. Suốt 10 năm qua, dù nằm ngay tại thành phố Hồ Chí Minh, nhưng không một hộ dân nào của xã Đa Phước, huyện Bình Chánh có nước sạch để dùng. Để có nước sinh hoạt, người dân phải làm hệ thống trữ nước mưa hoặc sử dụng nước giếng khoan. Phản ánh của khán giả Lê Văn Phong từ số điện thoại 0169, bác số cuối là 204. Khắp các tuyến đường phố Mỹ Tho, Tiền Giang luôn dễ dàng tìm được các quán hủ tiếu ngon và bình dân phục vụ thực khách. Hủ tiếu ngon là nhờ nước lèo. Bánh hủ tiếu khô được làm từ hạt gạo ngấm hương vị của nước lèo, tạo nên hương vị của đặc sản hủ tiếu Mỹ Tho. Ngoài ra, các công đoạn từ khâu hạt gạo làm ra cọng bánh hủ tiếu cũng rất quan trọng. Trong mỗi khâu sản xuất đều cần sự kỹ lưỡng, khéo léo và tinh tế, đặc biệt là phải đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Từ tháng 3 năm 2014, Tổ chức Kỷ lục Châu Á đã trao cúp và chứng nhận hủ tiếu Mỹ Tho là món ăn đạt giá trị ẩm thực châu Á. Chia sẻ của khán giả Thanh Thảo, trú tại thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Thưa quý vị, chương trình Góc nhìn khán giả ngày hôm nay của chúng tôi xin khép lại tại đây. Nếu có thông tin, hình ảnh clip đáng chú ý, quý vị khán giả hãy gửi ngay về cho chúng tôi theo địa chỉ. Chương trình Góc nhìn khán giả, kênh VTC14, đài truyền hình kỹ thuật số VTC, số 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hãy email đến địa chỉ gocnhinkhangia@vtc.vn. Hoặc quý khán giả cũng có thể gọi điện đến đường dây nóng 0904881414. Khi gửi hình ảnh clip chia sẻ về cho chương trình, quý vị khán giả hãy ghi thật rõ tên họ thật cùng địa chỉ, số điện thoại để ban biên tập tiện liên lạc sau khi phát sóng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi và ủng hộ của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.